Ơ tìm game không có game anh em. Bây giờ mình phải đếm nhá. Gói này nè. Nhưng không được tập trung lắm nên... Đấy nhá, nó mới cho mình 3 đồng thôi. Tức là một con Ezreal và mấy con hai con này. Tí nhá, tí nữa con ấy. Cái này nó bịp lắm. Ok, chỉ cần 9 con. À không. Mỗi đứa thêm 3 con. Đúng rồi, mỗi đứa thêm 3 con. Đứa thêm 3 con á. Another day, another bullseye. Giờ nhà đánh tay thì lấy cái đồ đầu ngon. Đang là đồ đầu tiên rồi. Mình muốn chơi chuỗi thua ấy. Phân tích cho nhanh. Lên tích lên tiền nó nhanh anh em nhé. Huyết kiếm với giáp lửa đấy các bạn. Đó là huyết kiếm với giáp lửa. Ok game. Bật cái này lên không? Ok, thu một chết đẹp. Hai mẹ quên tắt ấy.
Đó, cứ thua một chết như vừa rồi là đẹp nhá. Áp đi UA luôn đấy. Thua một chết rồi. Thua nhiều tím bách không được ấy. Bài cái bài đấy đấy bây giờ mà bách thì thôi cúc ấy. Chết rồi, bị ông này đòn rồi. Nào. Không có thể yếu như này được. Không, không, mình không thua, à mình không win được đâu. Nhà này nó đó. Đi ba đứng. Đừng đòn thế mà. Cày chưa? Trương Hùng này nhớ mặt tao, à nhớ mặt tôi đấy. Mặt tao cay thế nhờ. Win của Sam chưa? À win của Sam chưa? Khi bắt đầu ra tranh tướng admin nhận 40% tốc độ đánh. Thì theo mình cập nhật ấy, thì đội hình vẫn như cũ, chả được tăng gì cho con Gu ấy cả. Con LB bị nớp. Này thì vẫn sẽ ngon hơn một chút nhưng mà thôi. Bán đi anh em. Thua hai chết đẹp luôn. À thua một chết đẹp luôn. Cái này không đủ 5 tiền anh em ạ. Đây mới có 4 tiền. Cay vậy. Cái cả đứng top đầu. Thua 2 round đứng top đầu luôn anh em ơi. Mình rất muốn lấy Sona nhá. Ui. Đạo trích rồi đó. Cái này đi cũng được kệ. Cái này nó đạo trích rồi đấy anh em ơi. Mình muốn lắp bộ đồ tanh trước ấy. Thực ra là mình có thể cho con Ly 2 lên ấy. À làm cho con cá sấu lên 2 nhưng mà thôi đéo rồi anh em ơi. Cá sấu lên 2 bây giờ mất chuỗi thua. Mình chơi chuỗi thua là chính ấy, chứ không thì dở người đấy. Không mà thành dở người ấy. Mình hoàn toàn thể chơi áp cấp như nhà ông này nhá. Áp cấp lên chơi nhá. Hoàn toàn có thể là áp cấp lên chơi nhá. Vì đấm cái nữa là đẹp. Ui đấy, đấm thêm nữa thì clear được thêm chết nữa rồi. Đưa thêm một, clear được một chết thôi chứ. Thôi một chết thôi, một chết thôi. Đó. Hôm nay đặt hai cọc trước mặt khó chịu quá. Nhà mình đang cần thua. À nhưng mà mình bị bực ở chỗ là mình thua nhưng mình không lấy được đồ ấy. Tại cái ông Hùng này này. Ôi ngáng mình mất một trận win á. Không đi lấy được đồ đấy, ông này 5 đạo trích sớm rồi. Đi vụ hiện tại giờ đã hũ 2 rồi này. Khó chịu chưa kìa. Mình 30 tiền rồi. Dầu điên. Giết được một con ba theo ông thôi là đẹp. Giết được một con ba theo ông thôi. À, thể cái con thông đạo này đi rồi nhưng mà không lên sàn rồi.
Hỏng tê. Này chát nhờ. Get paid and get out. Mình có thu quái không nhờ? Nó không đâu nhờ. Quái không nhờ. Cái này thu quái thì nghe nó cứ sao xe heo. Thu quái không nhờ? Cái này nó ló luôn. Thua được đấy. Tại nó còn CC nữa, CC đến từ cái này nữa. Thua được ấy. Thua thì nhái quá ấy. Another day, another bullseye. Bây giờ lobby nó khá mạnh rồi cho nên mình sẽ up cấp để mình chơi nhá. Khả năng là mình sẽ tối ưu luôn cái này. Tích kiếm cho con này xong. Nó hết đồ rồi. Có ưu luôn nhá. Nghĩa là mình sẽ vẫn thua thôi. Nhưng mà kiểu như là mình không muốn thua nhiều nữa. Thua đau nữa. Thua đau giờ lú lắm. Thua đau giờ nhiều khi là cút luôn. Lobby nó mạnh mạnh này. Đó nhà này béo ghét hai đồ rồi. Blitz lại vào kia nhở. Thôi mình phải xếp hẳn mấy con này một bên cơ. Mới clear được tầm chét. Hai chết này. Thêm con Lee Sin là hai. Thêm con ra mướt không? Ok. Ra mướt là ngon rồi, thêm ra mướt ngon. Lời rồi, lời rồi. Chơi tầm cái hũ 3, hũ 4 mình sẽ ao nhá. Nhà này hũ 3 rồi, nhanh thế. Mình được quyền roll nha. Và mình đang có rất nhiều tiền đấy. Mình muốn cái lõi cái này thì chắc ăn này, cẩn thận này. Nhưng mà mình muốn đột phá đi. Ôi mình ăn cứt rồi. Mắt là cái con này vào đã. Buôn lên. Đây sẽ là ấn carry của mình này. Đây nè. Ở đây. Linh vật đi, vật dễ chơi. Nhà này đã chủ lực, 4 chủ lực rồi. Xong win nhà mình à? Đúng chứ. Nhằm win chứ lộn. Trời ơi, 4 chủ lực làm gì xoay bài sớm thế mà bố tèo. Này phải chơi một cái hũ sâu sâu rồi đấy. Này dễ, mình phải chơi một cái hũ thật sâu rồi đấy. Vừa phát là 5 tích đang tròn số ấy. Mình cứ thua khoảng 2 cái thôi là đẹp. Mình sẽ cố gắng xếp đội hình cho một bên thôi nhá. Khả năng bên này đi. Phải đi. Đại khái là nếu mà mình thua thì mình sẽ thua khá là ít thôi. Tại vì cái đội hình của mình. Hoặc là không thua à? Thua chứ. Thua khá ít đéo thì thua nguyên 4 con. Nhà này có 6 con thua 4 con.
Chắc là ít chưa. Này bắt đầu máu tụt rồi này. Này khu đồ hiệu ạ, đã kéo như chưa up cấp. Ông này sẽ là tụt thôi. Càng nhiều khi là không phanh luôn. Mình đang hướng đến bộ bài Samira rồi. Khả năng mình phải lấy này rồi. Samira kẹp cá gen á. Và mình sẽ lì lên 9. Khả năng là Samira kẹp cá gen rồi. Bài bây giờ chưa ổn lắm ấy. Ui đấy, cá gen ra luôn, bú chưa. Áp cấp cho Gazen vào luôn để giữ máu một tí đoạn này đã. Tỉa thay con Vi đi. Mình chơi bài Samira kiểu Gazen đấy. Kèo rồi. Ngay bộ bài Ngưu Binh. Cái là mình thua là đẹp rồi, mình không cần win nha. Mình chỉ muốn là thua đẹp đẹp một tí thôi. Bánh Du Binh thì đoạn này nó sẽ rất là mạnh. Thua là chuyện tất nhiên rồi. Đó là thua, đó, thua đôi 45 chết này, đau lắm anh em ạ. Người vàng nó rút chưa nhở? Nhưng mà vẫn chưa ok lắm. Mình cần một cái đồ ánh sáng ấy. Nhà đã có Ezreal rồi. Level 7 ra Ezreal. Rất ảo game. Này mình vẫn phải ôm cái này cơ. Ờ, quá chịu chứ. Ít lại là được. Còn win luôn nhà này rồi. Khoảng người rồi. Còn cua nha. Cái trận này mình cúp cái stack thứ 2 của game là mình sẽ bị mất chuỗi nha. Tôi thêm một rẹo thôi là được. Tao lấy vụ 4 này. Con này cầm thì bán. Để tiền roll nhá anh em nhá. Ông này roll ở chất cao lấy Samira rồi. Cái đoạn này quan trọng này, mình phải roll roll nhẹ nhẹ một tí này nhé. Roll tạm tạm như này đi, ghép đi. Ăn một cái gì luôn em ạ. Ra một cái gì là khó chịu luôn. Không thì mình sẽ giao vét thôi nhé. Có thể đi rất được. Thế thôi, cút thôi, cút thôi. Ôm mũ mà.
quá. Chết rồi, con đấy đấy không ra rồi. Bỏ này đi nhá. Kiếm rồi. Đây bây giờ bài mình sẽ bỏ bớt con bỏ này đi này, bỏ này đi là được 2 slot đâu, 1 slot vào đây. 1 slot này. Bỏ này cô đi cho xem vào đây là xong, hết bài rồi. Cô hai tính sau nha em nhé. Đây, thứ này. Này, và như này. Xong. Giáp thì tiến hóa cho con này. Này thì cầm cái hút máu. Này thì cầm cái hồi máu. Còn xoay. Anh em ạ. Lên rôn đội hình lên bớt 2 một tí cho nó chắc ăn. Thì mình thấy con này mạnh hơn ấy. Trời ơi. Này cơ. Cô nhà này khó chịu chưa? Nhà này cũng kháng hiệu ứng cơ. Roll ở cái rào, không ai roll không? Ồ, đột nhiên phá rồi. Đột nhiên phá rồi nhưng mà
lắm ấy. Rồi. Kiểu đôi quá. Cháy mình thua nhà này cơ. Quý không được ấy. Đoạn này khó chưa? Để cho nó đập chéo chéo phát về bên này nhá. Đây này, anh em nhìn nhá, con Mordor này tôi sẽ xếp. Đây gọi là xếp mắc vinh nhất của Mordor rồi đấy. Nó đập một phát về bên này luôn. Đập cả cái làn này luôn nữa. Ủa nhưng mà đéo, mẹ nó ngu thế. Cái gì thế mà nó đập bên này. Nó hơi cắm hấp không? Cái Long Vũ này thì không ăn được mình. Lỗ Vũ này. Đoán pha đập Vũ, cứ đoán đó. Nhà ông này tự nhiên quy lực mình cơ. Phải roll anh em ạ. Mình vẫn phải roll để kiếm cái con này 2 này. Con này 1 hơi yếu nhá. Mình gặp nhà này, gặp nhà này. Hoặc là gặp nhà này. Mình khá sợ nhà Ngưu Binh, hy vọng không gặp nhà Ngưu Binh nhá. Nhà này nó không chơi ấy, nó chơi sạc kích. Chứ nó không chơi ấy nên nó không sợ Ngưu Binh. Mình thì mình sợ Ngưu Binh á. Mình rất sợ Ngưu Binh luôn. Đó, gặp luôn. Mát chưa, chưa mát chưa. Hết máu luôn nha mọi người. Mình đi. Khả năng là mình vào top rồi. Vì đèn thế. Đừng đèn chưa. Cứ là đèn thôi. Khả năng, cái khả năng là mình cho Nunu cầm. Ông Nunu đứng trên tanh rồi, chắc không cầm đâu. Con này đi. Xếp như này, xếp như này. Cái góc này vẫn đang đẹp nhá. Để ăn bổ ăn trước này. Cái nhà này luôn đen thế. À tốt rồi. Nhà này nó mạnh điên á. Nãy mình không thua nhà này á, bây giờ thua thì hơi ngái. Đó, nãy mình không có thua, giờ mình thua hơi nhái á. Win người mà win thì lạ nhờ. Win người win bóng lạ luôn. Rồi vào top, đợi cứ biết đợi vào top đã. Ok top đã, rồi ok. Này không phải thập tử nhất sinh nhưng khác thì thập tử nhất sinh không anh em? Eco lên 9 nhờ.
Ồ, nhà này có lốc này, phải để ý nha. Nhà này khả năng nó sẽ lốc tanh của mình nha. Để lên đây hướng lốc đi. Lốc đi cho hướng lốc đi. Điên. Game đang nói thế đấy, game mới kia đang bảo hai nhà nổ mũ mạnh tết nhở. Ra chủ lực nó bắn điên lắm anh em ơi, mình không có đồ xịn đấy. Và Samira của mình ô này cũng được một thìa giống mình này, chín chét nhưng mà level 10 à, còn có cả đồ hiệu này bú chưa. Ông này chưa chắc ăn được mình nữa, tại mình có vệ quân đấy. À, vệ quân thì anh em mới tưởng tượng là cao cơ cứng của ấy, quân thì nó là cao cơ cứng của bộ ui cái này căng á, này con này, con này khả năng mình cho này nhá, có chịu ấy. Gặp nhà nào? Xếp lại nhé, coi chừng bị lốc luôn. Ừ, nhà này sẽ khó chịu đấy. Không, nhà này nó counter mình ở cái chỗ là bài của nó có cái kháng hiệu ứng ấy. Thủ nhân xem ra chiêu quả kìa. 10 điểm chưa? Nhà này không có lốc. Nhà không có lốc. Nó đổi kịp con U-God rồi. Hay thế nhỏ. Cái này xếp còn lại hay quá. Trời ơi, bán mò đơ đi nó ra kìa. Nào mẹ, nhiều đôi thế. Nhà này có thay đổi gì không? Tổng lực một bên rồi. Yeah. Ui thua phát này. Ui đi luôn mà. Ui đi luôn cơ. Em cái sáng có kháng hiệu ứng khó chịu thế. Khó anh em ạ. Thua ra vừa rồi khá là khó. Ôi chết mẹ. Mày đánh có quên bố mất cái bên này. Ờ rồi điên. Ờ đen quá đoạn cuối rôn mãi không sao nu nu. Con nào hai ấy buồn vãi à. Sao mà có thể đen như thế được hả anh em? Mà có thể cái đoạn đấy không rôn là một con nào hai nu nu hai chẳng hạn. Hay là
À, sao thế nhở? Ít đồ thì có khi mình định bán đi rồi đấy. Không phải để lấy Janna đẹp hơn rồi. Lỗi mình rồi. Đây là tuổi trẻ rồi. Tuổi trẻ rồi. Ê, quá. Phục ạ. Cô bảo đéo phục. Rôn không ra là con 5 tiền nào ấy. Cũng có khả năng là nhà thằng kia nó ôm á. Tại vì thằng kia nó level 9 nhưng mà chết ở 10 mà. Nhưng mà kiểu mình đéo hiểu lắm ấy. Úi của Sam vậy. Ông nhìn nhà cái xa dễ win lắm. Máu nó nhiều là một. Thứ hai là kiểu như là trong cái lobby không ai chơi cùng ấy, nên khá sớm nó đép được máu ấy. Đây phải con Penguin được khóa mình không được. Tôi mất tập trung một tí. À nhưng không cần. Ừ. Die with your lords. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ây da, game này khó rồi. Ê, trận trước tiếc thế nhỏ. Thế mình top 1 được đấy, nếu như mà pha đấy. Mà mình không có Ezreal không. Ui, nhiều đồ nhiều tiền này, trận này ác vậy. Này game căng nhờ. Giờ này đã nhiều đồ nhiều tiền rồi. Đồ như này đã hết chưa? Khả năng là chưa đúng không? Thế mình sẽ xả một bộ loài đép máu đầu game thôi. Ui. Không thế nhỉ? AC2. Cái này buộc phải chơi Draven rồi. Đồ mình Draven khá ngon ấy. Nhưng mà cái này thì mình mà biết được là có con áp như này thì mình ấy luôn nhờ. Diệt luôn anh em nhé. Thiên thần luôn, mùa này những cái gì mạnh mình lắp luôn. Mùa này ấy, thì cả cái giáp thiên thần này hiện tại đang mạnh hơn một chút. Nó bảo kê được xạ thủ ấy. Nhưng mà thực ra là giáp thiên thần bản này thì không ngon nha. Đó là tối nó lắp luôn để lấy chữ win thôi. Tại vì nhà ban 2 lận cơ. Rao nãy lấy cái huấn luyện chiến đấu thì con áp này nhiều đam lắm. Con Sivir thì bú. Chơi bài không có lối đi riêng nhưng mà như lối đi riêng luôn anh em ạ. Về luôn. And get out. À đù. Always primed. Phải ra lắm quá. Điên không? Yếu điên không? Phải như này có bị yếu điên không? Rồi tự nhiên yếu điên nhỉ.
À, nhà thần giáp thì không khác. Đỡ lo. Nhà thần giáp chắc chắn nó sẽ eco tiền để nó roll Raven 3 rồi. Tại trận này nó có đồ Raven 3 sớm rồi. Luôn không? Luôn lấy tỷ lệ chết tới không? Mình ra. I'll see this through. Người rồi. I bring swift death. Cái con này ngon hơn đúng không? Cái này đội hình sẽ mạnh hơn này. Con này thay bằng Yasuo ấy, mình muốn kiếm con Yasuo ấy. Nhưng mà không, đây nhá, ví dụ Yasuo này thay vào đây, có xong đấu, có cảnh quân, có đấu sĩ, là một đội hình rất mạnh ở giai đoạn đầu game ấy. Cả mình có lượt roll ấy, mình lên up cấp sớm một tí ấy. Ba trận trước là do mình nhặt nhiều 2 tiền quá nên mình không đủ tiền để up cấp sớm. Free zone mà tội gì. Roll ở tỷ lệ chất tới mà. Khá bú đấy. Game cứ phải hát co cơ. Ờ, chắc là nếu mà được thì mình lấy đồ tanh thôi. Đang bị thọt đồ tanh rồi. Mà được nhá. Khả năng là con sen, con LB. Nhiều khi là con LB rồi. Nếu mà được lấy cái vô cực thì lại kinh quá nhờ. Vô cực lại khét quá. Sen chắc không lấy được đâu. Tại thằng bé Rain này nó định lấy đồ đam rồi, nó sẽ lấy cái găng. Và khi mà nó lấy cái găng chắc chắn nó sẽ lấy thêm cả cái ấy nữa. Trời ơi, bú luôn. Hợp lý đấy, đây cái đội hình mình muốn này à. Cái máu đầu game đoạn này nó khá là mạnh này. Mình hoàn toàn có thể lắp lốc luôn nhá. Nhưng mà không, mình muốn bộ đồ tanh xịn một tí ấy. Cái lốc đần lắm. Lốc cút ấy. Nhà này mạnh thế. Đi. Nói chung đội hình của mình đang là đội hình đép máu đầu game mạnh nhất rồi. Mà mình thua thì chịu á. Thua do nhà này nó quá điên thôi. Nhà nó nhiều hai điên luôn á. Ù, mình win một máu ạ. Căng. Pha combat này khá căng. Mình thì mình muốn up cấp ấy. Mình roll cái. Thế thì chắc chắn là sẽ lấy Morgana rồi. Morgana lấy CC nha em nhé. Là mình sẽ có 2 CC cứng đoạn này luôn. Tại sao mình up sớm thế? Tại vì đây có cái lõi này này. Khu giao dịch này em cứ up sớm. Up thật sớm. Nhà này có chiến lợi phẩm này đấy. Không áp nhiều khi thua nhà này nha, chiến lợi phẩm và cái lõi đánh nhau đầu game khá là mạnh. Mình không muốn thua những cái pha vớ vẩn này. Úi yêu trận này luôn. Cái lõi này cứ mỗi dao ấy, mình được 2 đồng miễn phí đổi lại. Thì nếu mà tận dụng tối đa ấy, thì anh em nên up cấp. Bởi vì đổi lại ấy, được 2 đồng thật. Nhưng mà cái 2 đồng này nó không được rơi vào tiền. Nó sẽ rơi vào lượt roll của anh em, mà lượt roll của anh em thì anh em chỉ có lên cấp thì mới roll được những chest ở level cao thôi. Thì nên là up cấp. Tôi hay up cấp ở đây. Thế là anh em như nào thôi. Ad này thì chắc mình chỉ giữ một con thích hệ thôi. Như này đi. 10 tiền đi. Ok đi.
kinh nhỉ. Mày dép tin nhắn quá chưa update cái gì rồi. Con này thua thì dở nhá anh em nhá. Cái gì ấy, đội hình kiểu gì ấy. Thì ưu tiên cái đấy đi. Nhiều khả năng là mình chơi Samurai Ezio á. Đấy bây giờ mạnh lắm. Khi mà sát thủ không còn rồi thì đam chiến sau thoải mái được xả sát thương rồi đó. Không, mình cần loại đánh nhau mạnh hơn đó. Ngoài ra cũng khá mạnh nhưng mà mình lấy cái này đi, làm nóng đi. Đúng. Đẩn chưa? Bài ra loại đã đần rồi. Bỏ như thế mua đâu linh tinh vớ vẩn không. Mình để xuống một ô nhá, nhằm mục đích là trong cái trường hợp mà nó focus vào con Yasuo này thì mình không muốn Yasuo chết trước. Mình sẽ để dưới một ô. Thì LB vệ binh ác thật, đau thật, cái mát liệt thật. Cái bán vũ công đi hơi tiếc nhỉ. Ui. Raven không phải là con mà mình sẽ lựa chọn đâu, tại vì cái con Raven ấy nói thật là thực sự là cái con Draven nhá, là nó không có xài được đâu, trừ khi chơi bốn chủ lực. Mình muốn chơi con kia nhưng mà chơi xạ thủ cơ, xạ kích cơ, kích thì nó mạnh hơn ý, nhiều luôn ý. Ui. Đau nhờ. Đường đi mình vẫn muốn lấy thêm đồ tanh ấy. Nãy mình lên rách 2 mình cho vào thì ngon hơn anh em nhỉ.
Cứ từ từ đi. Chết rồi, bị ông này xếp cao tơ rồi. Ủa, không tập trung rồi. Mà anh em thấy mình đen không? Mình roll ở level 6 với 5% tỷ lệ mà nãy giờ mình chưa ra được một con 4 tiền nào nhá. Chưa ra được ông này 4 tiền, ông kia át chốc. Game rất nhái anh em ạ. Tay chua kìa. Cái điên, game này bị điên. Ảo game ấy. Bực thực sự. Sao mình để mọc ấy? Thì bởi vì con mọc nó có giảm đáng phép ấy. Giảm đam, giảm giáp nữa. Đây này. Cái này nó giảm giáp và kháng phép nhá, chứ không phải giảm mỗi kháng phép đâu. Trời ơi, ông này lõi lấy lõi được tăng sức mạnh luôn mà. Kỳ thủ số 1 ạ. Muốn lên lắm anh em ạ. Ra sau đi. Bắt đầu đánh nhau ra quái thì mình sẽ ấy nhá. Bỏ qua mẹ đi. Bỏ qua nhá anh em nhá. Còn mấy con tướng ngu ngu thế này. Cua nhá, thu bớt bớt đoạn này đi. Hoặc vẫn muốn lên 2 anh em ạ, mình sẽ lên 2 nó luôn nhá. Nóng đi. Cuốn đấu sĩ. Tí mình sẽ bỏ xong đấu đi rồi. À, làm nóng vài dao đi. À, sặc 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 sặc. Này. Ôi, con vô hích ở sân. Cái này thì nó sẽ thăng tiến nhanh hơn. Chỉ có bỏ ra xô rồi. Mình đang tính xem là bỏ là gì ven hay là bỏ con ấy, mà khả năng là mình sẽ để gì ven lại, con rách chắc không cần đâu. Nhiều carry lắm rồi ấy. Đầu à. Ủa, con này bị lag à? Con này phải tích được 2 round chứ. 3 round đấy. Có CV và bỏ Yasuo đi thôi. Event 2 thay rách luôn.
Elite 1 full cấp này. Xong chắc mình up cấp cái rồi mình ấy thôi. Rồi mình xanh 9 thôi. Giáp lửa chắc vẫn để nguyên rồi. Khả năng là mình sẽ để cái này cho Wix nha. Hết máu xong tí. Xong rồi bách. Là đẹp. Rồi ok. Để cái huyết kiếm cho Wix nhá. Để huyết kiếm cho Wix anh em ơi. Huyết khổng lồ con cái ba tia thôi. Để lấy được huyết kiếm rồi. Để huyết kiếm thôi. Wix chắc chắn lấy huyết kiếm rồi. Cái này thì mình muốn lấy 3 tia cho Samurai ấy. I am a robot. Hear me roar. Roar. Này luôn khó này không hiểu. Nhiều lần cái đoạn này đó. Lần cái đoạn này rồi. Cái đoạn này run rất là khó nhá, không hiểu sao. Get paid and get out. Cố một tí nhá. I'll make this look easy. Ra là không ra nhưng mà. Cua nhà này quả nhái đấy nhỏ. Tiên vũ quýt lao bên kia xong để nó đánh sang Mirai này mình. Đánh sang Mirai 2 trước em ơi. Trưởng nhiều ấy chưa. Hai Leona rồi mà. Khả năng là mình bỏ này đi nhé. Ra nó khá ngon ấy. Thì là ra cái cung thì bỏ này. Để không có cái cung nào coi nhưng mà. Này đang bị thiếu cái cung. Này chắc cho luôn vô cực nhưng mà. Rồi bán CV hơi vội nhờ. Bán quả CV hơi cá vội đấy.
Mạnh thế. Mạnh nhỏ. Điên. Điên mạnh điên điên đấy. Ống này vẫn lên được át chốc 2 cơ, giỏi thật. Khi át chốc mình cầm một rổ này. Thôi mình up 9 thôi em ơi. Lì up 9 thôi. Đang sẽ là như này rồi. Cũng làm nóng rồi mà đéo ăn thua nhưng mà yếu yếu là sao ấy. Cua thôi. Tao mình zone chả zone được con gì nữa. Cua thì chịu thôi chứ. Anh binh thì win không? Win luôn mà. Điên. Mình thua cái nhà vệ binh này, nhà vệ binh này mạnh ấy. Từ đoạn trận này ai chơi Samurai không? Này hơn nhỉ nhỉ. Mình nghĩ chắc như này đi. Cái này thì mình nghĩ sẽ mạnh hơn ấy. Cái này là cứ thua nhà này luôn. Tốt luôn mà. Để mình chắc là tốt 5 rồi. Đào nát chốc. Nát chốc 5, con nát chốc giáp này nó mạnh cực ấy. Có đỡ. Con nhà này còn 8 máu thì cả máu linh thú nữa thì mình vẫn tốt 6 rồi. Ơi mẹ cả tráng được top 6 mà chán thế nhờ. Ê, còn 31 điểm luôn mà. Không, cái round Samurai này ý, là mình nên cho SG vào sớm hơn. Nó cho kiểu đội hình xạ kích vào sớm hơn ý. Xạ kích thì sẽ ngon hơn. Mình còn đợi ông này chết để mình roll Samurai 3 nữa thì nó hơi khó. Nhưng mà lúc đấy chỉ còn hốp Samurai 3 thôi. Không còn hốp gì cả ấy. Mà trận này đen lắm, trận này lấy cái lõi đầu hơi đen. Đoạn đầu là mình dùng bài hợp lý thôi chứ còn lên cấp nhưng mà không ra được con nào chết level cao á. Toàn chết thấp tè à. Thì cúc là đúng rồi. Thôi, quay lại cái game này một tí cho nó giải trí nha anh em nhé. Tiêu cấp cho... Ủa? Okay. Bật tiếng lên nhé. Rồi khó ấy. Ấy. Nhầm. Ok. Ok. 70H đúng không? Mua tháp chuyển hóa đúng không? Ok. 100H. Tượng đa chiều chính phủ cung.
Này. Cung vẫn chưa reset à? Không bao giờ đi reset nhỏ. Nếu mình không nhầm thì sẽ được một cái cuộn xịn đấy. Em. Ủa thế giờ view lắm thế. Có thể trâu nhỏ. Hai vốt tốc sợ nhỉ. Game này thì nếu mà không nhầm thì là đánh với cả bọn ấy. Đấy, con boss hệ win. Ừ đấy. Thì quái hệ lửa là ngon nhất chứ đúng không? Hệ win thì một là con này, hai là con này thôi. Không thì đi lấy thêm bụng được. Thú đặt max level. Đi về bọn này tiếp đi.
lên thôi chứ.
gặp vợ đang xem trai sáu múi cả hãy. Anh chồng có hình phạt khiến vợ tởn đến già. Thế đó sau bao nhiêu ngày rình rập, anh chồng cũng đã phát hiện chị vợ đang lén lút đu trend. Tàn chứng vật chứng rành rành không chối cãi được, anh chồng quyết định đưa ra hình phạt vô cùng tàn nhẫn dành cho chị vợ. Thay vì xem trai đẹp cả hãy trên top top thì anh sẽ nguyện vì vợ cả hãy từ sáng tới chiều cho vợ xem, với cái điều kiện là chị vợ phải xem liên tục không được rời mắt. Trước yêu của người thiếu nữ, chị vợ đã nhanh chóng gục ngã không thể chịu được. Là sao? Muốn gì đây? Goofy story on. Sai, ush. Tôi lượt xem thế nhỉ? Tải đâu này? Wow. Welcome. Em luôn hả? Đầu đấy. Để hết bọn dưới lên đi. Tính. Đang con này chỉ có tích thôi. Em con này là sao? Inu thì bây giờ một mình con này thiếu 4 tích, 3 tích đây nữa là mình sẽ phải cày 5 con. Con thì đây là 1, 2, 3, 4, 5 là cho này đúng chưa? Rồi con này sẽ là 1 này, 2 này. 1 là đủ đúng không? 2 là con này đúng không? 3, 5. Mỗi con này cần thêm 3 con nữa. Bởi vì sau khi thức tỉnh thì sẽ được một cái skin này thì đến 3 lượt để nâng cấp. Cái này gần 3 lượt để nâng cấp, 1 2 3 level 2 level 3 level 4 này. 3 lượt nâng cấp thì mỗi con cần 3 nữa. Thì tức là 5 con này đúng. 2 con này mỗi con một phát này.
đúng không? Hai con này mỗi con một phát nữa. 2 3 4 mỗi con cầm 4 là 1 2 3. Ui thiếu một con rồi. Một con ạ. Ơ. Thế nhỏ. Em mình tính đủ rồi mà. Dạ rồi, tính không đủ bây giờ lại phải cày thêm rồi anh em ơi. Không đủ là phải cày thêm rồi. Thề luôn ý. À hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm luôn. Nha. Nào nhỏ. Nào man sao thế. Ờ. Ok vậy là con này cần 5 con luôn hả. 5 con để tiến hóa luôn. 1, 2, 3, 4 5 luôn. Con này thì cần 1 thì cần con này thì cần 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ớ, thì đủ chứ nhỉ. 1 à, mình con này không tính đúng không. 1, 2, 3, 4, 5 thiếu 1. Mẹ nó vẫn là thiếu 1 ạ. Được rồi phải cày rồi. Cú thế nhỏ. Cứ 1 anh em ạ. Cú chưa. Một tí đơn giản thôi. Bây giờ Pengu này vứt đi này. Thế nhá sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 đúng không. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ồ đúng thật. Ồ, chắc chắn là thiếu rồi. Giờ phải cày thôi. Trong này còn con nào cần cày không, mình cày luôn nhá. Anh thủ cày con đấy mà. À, đại khái là 3 sao gì đấy mình cần cày, không thì cày đi. Con này đủ rồi này, con này đủ tích rồi này. Không, con này không cần nữa này. Tới lửa cũng không cần nữa này. Rồi. Bây giờ còn con nào 3 sao mà mình cần Pengun đi. Mình check thử Pengun này đi. Pengun đây cần 4 này, đây cần 5 này. Tức là phát này mình up lên là sẽ mất 4 con đúng không? Cái con Pengun nãy đâu rồi nhỉ? Trong kho đây. Up luôn đi. Luôn đi cho đỡ loạn nhỉ. Vứt mấy con chết nhá. Máy nhá. Hai này. À chứ còn Pengun cuối chưa. Thì giờ không biết là lên chơi Pengun trắng hay là Pengun này nữa. Pengun trắng khá ngon này. Ờ mình xem thử lại Pengun nha. Xem hệ win ngon hơn hay hệ line ngon hơn. Mình thấy là hệ win để đi toa đấy ngon hơn nhiều. Hệ line á. Chắc phải xem lại rồi. Pengun màu trắng. Rồi đúng không thì nó sẽ ở đây. Khi mà nâng cấp thì triệt bỏ ứng có hại đồng minh. À con này này đi đánh nhau thôi em ơi. Này chỉ đi đánh nhau thôi chứ con này mà đi toa tiếc là không ngon. Con này đi nhau thôi tại vì nó triệt bỏ ứng có hại mà. Đánh nhau ở cái ngày xưa nó có cái chế độ gọi là đánh nhau 4 sao ấy. Thế con này nó ngon điên luôn. Nhưng mà bây giờ thì không. Ê. Ê. Ok thêm thử con Robo em nào. Con này có con Robo khá là ngon, hệ đắc đây. Tấn công 8 lần theo thứ tự từ đối thủ, tình trạng HP xấu nhất để loại bỏ hiệu ứng có lợi đối thủ. Bây giờ sát thương đối tiếp 2 lượt với 50% cơ hội. Yeah. Mạnh ấy. 8 lần. Mà đối thủ dính hiệu ứng có hại lại còn tăng đam nữa, mạnh. Điên luôn ấy, nghĩa là dồn đam kinh ấy. Thế bây giờ mình yêu mấy cái con đấy nha. Pengun thiếu con này, upload đi nhỉ. Upload này lên. À, hơi nhức đầu tí. Ừ nha, mình để lại mấy con Grim đi. Tại vì con Grim này nhiều khi là mình cần dùng á. Grim là cần dùng để up cấp ấy em ơi. Con này không ấy em đập. Pengun thì đây, có con Pengun ở trong này đây. Con này thì đã khóa rồi và skin học được khá khá rồi. Con này 1 2 4
Đây sẽ là còn một up nữa, con này thì còn hai up. 1-2 tức là ba con penguin cần phải lên lên mắc đúng không? Ok, mình sẽ cày cùng luôn nhá. Cùng bọn kia luôn. Ba con đúng không? Mình sẽ để sẵn ra ngoài. Ba con penguin. À, không phải là bốn con chứ. Ui tôi chết rồi, hết penguin rồi anh em ơi. Chuyện khó khăn đây rồi. Đây, ba con đây. Thiếu con nữa, nhưng mà thiếu con cơ. Khó đấy, thiếu con bây giờ là khó đấy. Thứ này còn dư một con nào không dư á. Chết cha rồi. Dư bị thiếu mất một con. Ba con này thì chắc chắn rồi, nhưng mà phải mình phải có bốn con lận. Tại vì con Penguin này nó còn tiến hóa nữa anh em ơi. Penguin này nó còn tiến hóa. Đần ác nhờ. Penguin này nó còn tiến hóa nữa thì phải làm sao nhở? Khá là căng thẳng đấy. Ở à đây. Không thấy, không thấy. Đâu rồi, thật sự là không bị thấy, không thấy được anh em ạ. Tôi bị lag một tí. Bèm. 2 tiếng 05.